cho các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, siêu cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử đồng chí Đào Hồng Lan. Đồng chí Đào Hồng Lan sinh năm 1971, quê quán tỉnh Hải Dương, là nữ chính trị gia người Việt Nam. Bà hiện là ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh. Bà đã từng giữ các chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Xã hội, Phó Chánh Văn phòng Phụ trách, rồi Chánh Văn phòng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Ngày 17 tháng 12 năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định số 2298 QĐ-TTg bổ nhiệm bà giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Ngoài ra, bà còn là Bí thư Đảng ủy Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ngày 26 tháng 3 năm 2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ. Bộ Chính trị đã quyết định luân chuyển, chỉ định bà tham gia vào Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 25 tháng 9 năm 2020, hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã thống nhất 100% phiếu bầu bà giữ chức Bí thư tỉnh ủy khóa 20. Vào chiều ngày 25 tháng 9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã nghe báo cáo kết quả bầu Ban chấp hành khóa 20 nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, thì vào buổi sáng, Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách gồm 53 nhân sự được giới thiệu để các đại biểu bầu 48 ủy viên Ban chấp hành khóa mới. Kết quả kiểm phiếu, trong 48 người trúng cử Ban chấp hành khóa mới thì người có số phiếu cao nhất đạt 314 phiếu, chiếm 99,68%, người có số phiếu thấp nhất đạt 180 phiếu, chiếm 57,14%. Sau đó, thì đoàn chủ tịch đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu bầu bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 trong số các nhân sự vừa trúng cử. Ông Nguyễn Nhân Chiến, bí thư tỉnh ủy khóa 19 cho biết, Ban chấp hành khóa cũ đã tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự các chức danh chủ chốt, chức danh bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Quy trình này đã được Ban Bí thư đồng ý giới thiệu bà Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa 12, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy khóa 19 để đại hội bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ mới. Bà Đào Thị Hồng Lan vừa trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh với số phiếu 311, chiếm 100%, chiếm 98%. Sau đó, thì hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành khóa 20 đã tiến hành bầu Ban thường vụ, Ban Bí thư tỉnh ủy, Phó Bí thư và Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Kết quả thì Ban chấp hành khóa mới đã bầu Ban thường vụ gồm 15 người, bầu bà Đào Hồng Lan giữ chức Bí thư tỉnh ủy khóa 20 với số phiếu 100%. Hai Phó Bí thư trúng cử gồm bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Bí thư khóa 19, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Ban chấp hành cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy gồm 9 người, bầu ông Hà Sĩ Tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra khóa 19 giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra khóa 20. Cũng trong buổi chiều thì đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu dự đại hội khóa 13 gồm 18 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Bà Đào Hồng Lan, bà có học vị thạc sĩ kinh tế, hiện là ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Bà Lan đã được Bộ Chính trị chỉ định tham gia vào Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 26 tháng 3 năm 2018. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.